tín hiệu từ việc Ukraine chuyển hệ thống tên lửa phòng không Patriot ra khỏi sân bay ở Kiev. Nga đang áp dụng chiến thuật tương tự như ở Bắc Bút để giành Adipka. Ukraine nói bão đã quét sạch nhiều tuyến phòng thủ của Nga ở Crimea. Israel chưa có danh sách con tin đợt cuối. Israel sẽ tiếp tục chiến dịch ở giải Gaza. Quân đội Israel tuyên bố nối lại tấn công sau ngừng bắn. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thông tin chi tiết từ hình ảnh vệ tinh vào ngày 7 và ngày 25 tháng 11 đã chỉ ra sự thay đổi về vị trí của hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriots tại sân bay Giuliani ở Kiev, Điều này xảy ra rất trùng hợp khi vào ngày 25 tháng 11, quân đội Nga cũng đã mở cuộc tấn công vào các khu vực lân cận xung quanh sân bay. Câu hỏi được đặt ra bây giờ, liệu các hệ thống tên lửa này được rời đi do sự tính toán trước đó của Ukraine hay đây chỉ là một hành động tình huống ngay sau khi cuộc tấn công bắt đầu? Thông tin chi tiết từ hình ảnh vệ tinh vào ngày 7 và ngày 25 tháng 11 đã chỉ ra sự thay đổi về vị trí của hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot. Tại sân bay Giuliani hay còn gọi là sân bay quốc tế Sikorsky Kiev. Cụ thể là vào ngày 25 tháng 11, hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot không còn ở vị trí cũ như trong bức ảnh vệ tinh ngày mùng 7 tháng 11 nữa. Sự thay đổi này có ý nghĩa quan trọng vì vào đúng ngày 25 tháng 11, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử Shahed 136 Geran 2 nhằm vào khu vực lân cận sân bay. Theo trang tin quân sự Bulgaria đây là cuộc tấn công quan trọng nhất kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Báo cáo từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay quân đội Nga đã điều khoảng 75 máy bay không người lái để thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch đặc biệt này. Các chuyên gia từ Ukraine đã chỉ ra rằng tâm điểm của cuộc tấn công không ai khác chính là thủ đô Kiev của Ukraine. Truy tìm dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Ukraine người ta thấy rằng khoảng 66 trong tổng số 75 máy bay không người lái của Nga đã hoạt động quanh đường chân trời của Kiev hoặc khu vực lân cận. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn giữ vững quan điểm rằng lực lượng phòng không địa phương đã thành công trong việc đánh chặn và vô hiệu hóa 74 trong số 75 máy bay không người lái của phía Nga. Và bất chấp cuộc tấn công dữ dội đó, sân bay Giuliani hầu như không bị hư hại. Theo ảnh vệ tinh ngày 25 tháng 11, ngoại trừ một điểm là các bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot đã không còn ở vị trí cũ nữa. Các nhà phân tích từ cả Ukraine và Nga đều nhất trí rằng hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot của Ukraine ở sân bay Giuliani bị máy bay không người lái cảm tử của Nga tấn công. Tuy nhiên, không có mốc thời gian thống nhất nào về thời điểm hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot của Ukraine được di rời ngay sau cuộc tấn công vào sáng sớm ngày 25 tháng 11 hay trước khi cuộc tấn công bắt đầu. Dẫu như thế nào thì đối với Nga, họ đã chọn thủ đô của Ukraine là mục tiêu chính với mục đích rõ ràng là chế ngự các hệ thống phòng thủ đô thị. Đồng thời, phía Nga đã có những cải tiến đối với máy bay không người lái nhằm giảm khả năng sớm phát hiện chúng của lực lượng phòng thủ. Cụ thể là các máy bay không người lái được sử dụng trong đợt tấn công mới nhất được phủ sợi carbon và sợi đen nhằm tăng khả năng tàng hình. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh ngày 25 tháng 11 cho thấy lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn đứng vững, vô hiệu hóa thành công gần như mọi mối đe dọa. Bên cạnh đó, việc di rời hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot cho thấy phản ứng chiến lược của Ukraine trước các mối đe dọa trên không. Sắp tới, hệ thống phòng thủ của Ukraine sẽ còn được tăng cường. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Ukraine gần đây, đại sứ Đức tại Ukraine, ông Martin Jaeger cho biết, tình hình trong mùa đông có thể trở nên khó khăn hơn. Ukraine đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho kịch bản này và chúng tôi hỗ trợ họ chuẩn bị. Ngoài các hệ thống Iriti đã được chuyển giao, Đức sẽ gửi một hệ thống Patriot khác tới Ukraine vào mùa đông này. Nga bắt đầu nối lại cuộc tấn công ở phía đông Ukraine trong một vài tuần qua. Sau những nỗ lực tiến công dồn dập của Moscow nhằm giành lại thành phố Avdivka đang vấp phải phòng tuyến kiên cố của Kiev tại đây. Một số chuyên gia cho rằng chiến thuật của Nga ở Avdivka tương tự như chiến thuật ở Bakhmut, thành phố chứng kiến những cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine trong nhiều tháng trước khi Moscow kiểm soát vào tháng 5 năm 2023. Cập nhật tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho hay, Avdivka là một trong vài khu vực trên tiền tuyến chứng kiến cuộc giao tranh mặt đất ác liệt nhất những ngày gần đây. Chuyên gia Mark Kansian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Chiến lược cho biết, cuộc tấn công giành Afdivka của Nga dường như có cùng động cơ với cuộc giao tranh giành Bakhmut. George Barros, nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK thì cho rằng, tình hình của Ukraine ở Afdivka tương tự như ở Bakhmut. Nếu mất thành phố này, điều đó sẽ không đe dọa phá hủy hoàn toàn phòng tuyến của Ukraine ở khu vực Donetsk, mặc dù Kiev sẽ muốn tránh để Nga bao vây và cài bẫy các lực lượng ở đây. Nga cũng đang triển khai chiến lược quân sự ở Afdivka giống với ở Bakhmut khi điều động số lượng lớn binh lính và trang thiết bị cho những cuộc tấn công mạnh mẽ. Bộ Quốc phòng Anh nhận định các UAV cỡ nhỏ và pháo đang đóng vai trò chính trong những cuộc giao tranh ở đây. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa hai cuộc giao tranh đậm máu này, nhưng Afdivka vẫn khác với Bakhmut ở một số điểm. Đầu tiên, đây là một thành trì vững chắc được phòng thủ kiên cố của Ukraine từ những cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và lực lượng ly khai cách đây gần một thập kỷ. Afdivka cũng là một thành phố nhỏ hơn Bakhmut nhưng lại có tầm quan trọng lớn hơn trên khía cạnh quân sự. Trong khi Bakhmut là nơi để Ukraine cố gắng làm tiêu hao các lực lượng của Nga, thì Avdiivka nằm ngay cửa ngõ vào Donetsk, một khu vực chiến lược hiện do Moscow kiểm soát. duy trì sự hiện diện ở đây đóng vai trò quan trọng để lên kế hoạch và vạch ra từng giai đoạn cho các chiến dịch tương lai của Ukraine. chuyên gia Baros nói. Đồng thời đánh giá Avdiivka là biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine trên tiền tuyến trước lực lượng ly khai trong nhiều năm qua. Gần đây, theo ISVK đưa tin, quân đội Nga đang tiếp tục tiến hành chiến dịch gần Avdivka và đạt được một số bước tiến nhất định. Các video đăng tải ngày 24 tháng 11 cho thấy các lực lượng của moscow đã tiến về phía bắc Krasnohorivka, khu vực nằm cách Avdivka 7 km về phía tây bắc. ISVK cho hay, theo một số video được các trang quan sát quân sự của Nga đăng tải, một số lực lượng của Ukraine đã rút khỏi các vị trí trong khu công nghiệp ở sườn phía nam của Avdivka nhưng một nguồn tin khác thì nói rằng Nga vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát khu công nghiệp này. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết giao tranh đang diễn ra ác liệt gần Avdivka, đặc biệt ở các khu vực Stepov, Pervomaisky và Novo Kalinovo. Quân đội Nga đang cố gắng tiến công theo những hướng này để cắt đứt tuyến tiếp tế của đối phương vào Avdivka và cài bẫy lực lượng của Ukraine trong thành phố. Cho đến nay, những cuộc tấn công này hầu như chưa đạt được nhiều tiến triển do quân đội Ukraine vẫn kiểm soát các tuyến tiếp tế quan trọng trọng tâm cuộc giao tranh ở Afdivka tiếp tục ở ngoại ô phía nam và phía đông của thành phố. Quân đội Nga tăng cường tiến công với mục tiêu bao vây hoàn toàn Afdivka. Giành được Afdivka là một mục tiêu chính trong chiến dịch của Nga ở Donbass khi Moscow đang tìm cách kiểm soát phần còn lại của Donetsk. Viện nghiên cứu chiến tranh cũng đánh giá, quân đội Nga đang cố gắng cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine vào Afdivka để cô lập thành phố. Hiện nay, các cuộc tấn công của Moscow chưa đạt được đột phá lớn do phòng tuyến vững chắc của Ukraine. Bên cạnh đó, Kiev vẫn kiểm soát các tuyến cao tốc chính và thành phố, ngăn chặn lực lượng phòng thủ của mình ở Avdivka bị bao vây. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO hiện có các thành viên Nga, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus và Tajikistan. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trả lời trên đài truyền hình Russia 24. Trên thực tế, hệ thống phòng không chung đã được tạo ra ở cấp độ song phương. Chúng tôi có thỏa thuận với từng quốc gia, với Armenia, với Kazakhstan, với Kyrgyzstan, với Tajikistan và tất nhiên là với Belarus. Bộ trưởng nhấn mạnh, hệ thống phòng không chung được trang bị tốt và có hệ thống thiết bị phù hợp. Nga cùng các nước trong CSTO đã định kỳ tiến hành các cuộc tập trận và duy trì để hệ thống phòng thủ chung này luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Bộ trưởng Soigu cho hay, nếu cần phải chính thức hóa sự tồn tại của hệ thống bằng văn bản, chúng tôi sẽ làm điều đó. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã cung cấp hai sư đoàn hệ thống phòng không S-300, bao gồm 8 bệ phóng cho Tajikistan, trong nỗ lực tạo ra một lá chắn phòng không chung với các thành viên của CSTO. Cũng trong tuần vừa qua, hội nghị CSTO đã được tổ chức Minsk dưới sự chủ trì của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Nội dung cuộc họp là thảo luận về việc cải thiện hơn nữa hệ thống an ninh tập thể cũng như các vấn đề mang tính thời sự của khu vực và quốc tế. Trước cuộc họp cấp cao nhất, Minsk đã tổ chức cuộc họp chung giữa các nhà ngoại giao, quan chức quân sự và an ninh hàng đầu của các nước thành viên CSTO để thảo luận về những thay đổi trong tình hình chính trị và quân sự khu vực tại hội nghị CSTO, người phát ngôn điện Kremlin của Nga, ông Dmitry Peskov, bày tỏ tức núi về việc Armenia bỏ qua hội nghị thượng đỉnh của liên minh an ninh do Moscow dẫn đầu. cả thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và bộ trưởng quốc phòng nước này đều không tham dự cuộc họp của CSTO ở Minsk vừa qua. trong bối cảnh Nga lo ngại Yerevan có thể rút hoàn toàn khỏi liên minh này, ông Peskov cho biết. Moscow bày tỏ sự tiếc nuối về vấn đề này, hy vọng Armenia không thay đổi định hướng chính sách đối ngoại của mình và vẫn là đồng minh của Nga. Ông khẳng định Nga sẽ tiếp tục đối thoại với Armenia. Căng thẳng giữa hai nước tăng cao kể từ tháng 9 năm 2023 khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga không can thiệp vào cuộc tấn công chớp nhoáng của Azerbaijan nhằm vào người dân tộc Armenia ở Nagorno-Karabakh. Thủ tướng Nikol Pashinyan từng nhấn mạnh liên minh an ninh truyền thống của Armenia với Nga là không đủ và kêu gọi Yerevan tìm kiếm đối tác mới. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Armenia thật liều lĩnh khi cho rằng họ có thể dựa vào phương Tây để đảm bảo an ninh, đồng thời chỉ trích Yerevan vì đã thay đổi hoàn toàn chính sách đối ngoại. Thưa quý vị, trên mạng xã hội xuất hiện các video và rất nhiều hình ảnh cho thấy các tác động của cơn bão lớn có tên là Bettina đi qua bán đảo Crimea vào ngày 26 tháng 11. Một số quan chức Ukraine cho rằng các tuyến phòng thủ ven bờ biển của Nga đã bị phá hủy và cuốn trôi trong cơn bão này. Ngày 26 tháng 11, một cơn bão lớn có tên là Bettina đã đổ bộ vào Crimea và được dự đoán có thể gây ra những cột sóng cao từ 8 đến 10 mét, đồng thời đe dọa nhiều khu vực bị ngập lụt. Trang cho hay trên mạng xã hội X chiều ngày 26 tháng 11 rằng Crimea bị một cơn bão lớn tấn công cùng với những video cho thấy tác động của cơn bão. Những cơn gió với vận tốc lên tới 40m trên giây đang xé toạc cây cối và lật tung mái nhà. Nhiều quận ở Jeppatoria đã bị ngập lụt và giao thông công cộng tạm dừng ở Sevastopol. Anton Gerachenko, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine đã chia sẻ những cập nhật về cơn bão từ các nguồn truyền thông địa phương cho biết phòng tuyến Nga ở ven biển đã bị cuốn trôi. Ông Gerachenko cho hay một cơn bão đã quét sạch các chiến hào ở Crimea mà Nga đào trên bờ biển. Theo truyền thông Crimea, ở Japatoria, nước đã cuốn trôi các phòng tuyến ven biển, một số công trình quân sự và vị trí khai hỏa. Trong một bài đăng tải khác, nhà phân tích quốc phòng Sutton đã chia sẻ một hình ảnh từ một trong các video do ông Gerachenko đăng tải cho thấy phòng tuyến ven biển của Nga bị sóng phá hủy, cùng với hình ảnh một trong các phòng tuyến đang được xây dựng để so sánh. Ông Sutton cho hay các phòng tuyến ven biển của Nga ở Crimea đã bị ảnh hưởng mạnh bởi cơn bão, có thể nhiều phòng tuyến đã bị cuốn trôi. Vào cuối tháng 9 vừa qua, Ukraine đã nhận được 31 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ cung cấp. Tuy nhiên, sau đó đã có một khoảng lặng bất thường khi người ta gần như không thấy nói gì về hoạt động của những chiếc xe tăng được mệnh danh là vua chiến trường này. Nhiều chuyên gia nước ngoài suy đoán rằng lãnh đạo lực lượng vũ trang Ukraine đã chọn không triển khai những chiếc xe tăng Mỹ này ra tiền tuyến vì hiệu suất hoạt động tác chiến của chúng trong mùa đông thường kém khả quan sự đồng thuận chung là những cỗ máy đáng cầm này đang được để dành cho một cuộc phản công mùa xuân. Tuy nhiên, theo trang quân sự Bungary ngày 26 tháng 11, cuối cùng thì xe tăng M1 Abram do Mỹ cung cấp được cho là đã xuất hiện ở khu vực lân cận Kupian, Ukraine. Các báo cáo liên quan của phía Ukraine đính kèm một bức ảnh xe tăng M1A1 Abram được cho là được chụp ở Kupian. Mặc dù thiếu bằng chứng, hình không chứng minh được điều gì, nhưng hoàn toàn có lý khi quân đội Ukraine có thể đưa M1 A1 Abram lên tuyến đầu chiến đấu. Các báo cáo từ Nga không xác nhận cũng không phủ nhận sự hiện diện của xe tăng M1 A1 Abram ở Kupian, cho thấy khả năng này vẫn còn tồn tại. Sự xuất hiện của M1 A1 Abram tại Kupian cho thấy các tướng lĩnh Ukraine cuối cùng đã chọn triển khai chúng ở tiền tuyến sớm hơn dự định. Quyết định này có thể nhằm đáp lại những tình huống đầy thách thức mà các lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang phải đối mặt họ đang chịu áp lực rất lớn từ quân đội Nga cũng như việc thiếu hụt quân tiếp viện. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là Ukraine đang trong mùa mưa và các cánh đồng hầu như không thể đi qua được. Nhiều phương tiện bọc thép hạng nhẹ hơn, bất kể là của Nga hay có nguồn gốc khác, cơ bản trở nên bất động trên những cánh đồng đầy bùn lầy. Một vấn đề nữa là mặc dù mọi bộ phận của xe tăng M1A1 Abram vẫn hoạt động ngay cả ở nhiệt độ thấp tới âm 20 độ C, nhưng thách thức khi hoạt động trong mùa đông của xe tăng M1A1 Abram nằm ở tính cơ động của nó. Giống như cách lốp ô tô chuyển động trên đường phủ tuyết và mặt đường đóng băng, xe tăng M1A1 Abram cũng chịu số phận tương tự. Nó phụ thuộc vào miếng đệm cao su không chỉ để tăng lực kéo mà còn để giảm tiếng ồn do ma sát với mặt đường tạo ra. Nhưng khi di chuyển trên địa hình đồi núi trong điều kiện băng giá, những miếng đệm cao su này có thể mất đi điểm tựa làm nó giống như ô tô bị trượt trên đường vào mùa đông băng giá. Để vượt qua thử thách mùa đông, các nhà chế tạo đã tích hợp nêm cho xe tăng M1A1 Abram. Những chiếc nêm mùa đông này giúp xe tăng M1A1 Abram bám chắc hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trên những con đường và địa hình nghiêng băng giá. Tuy nhiên, dưới nhiệt độ cực thấp, kim loại có trong nêm mùa đông rất dễ bị vỡ. Điều đó đã xảy ra trong một thử nghiệm liên quan ở Hàn Quốc vào năm 1986 trở lại với cái gọi là Ukraine đưa xe tăng M1A1 Abrams ra tiền tuyến, blogger quân sự người Nga Boris Zorin cho rằng nếu tin đồn này được chứng minh là xác thực, thì chắc chắn nó sẽ khơi dậy một cuộc săn lùng xe tăng Mỹ rầm rộ. Trong một bài bình luận trên kênh Telegram của mình, chuyên gia Rosin đề cập đến sự hào hức của quân đội Nga trong việc đối đầu với những chiếc xe tăng Mỹ này trên chiến trường, với mục đích nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Nga. Nhắc lại các báo cáo từ Ukraine về xe tăng M1A1 Abram, ông Rozin tuyên bố Abram xuất hiện trong khu rừng được cho là đang hướng tới Kupian, bắt đầu đi săn. Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông Ba Lan, OSWK, điều kiện thời tiết xấu đi ở mặt trận đã và đang hạn chế các hoạt động tấn công của cả Nga và Ukraine, nhưng cả hai bên vẫn tìm cách chọc thủng hàng phòng thủ của đối phương tại một số khu vực. Lực lượng Nga tiến xa hơn ở phía đông nam Afdipka, chiếm phần lớn khu vực công nghiệp ở đó. Ở tầng ngạn sông Dnepr, quân đội Ukraina một lần nữa đẩy lùi lực lượng Nga về phía nam khu vực Granky. Tuy nhiên, các cuộc tấn công do phía Ukraina phát động ở phía nam Oryshiv và phía tây bắc Horiyevka, cũng như của phía Nga ở các khu vực Marinka, Bakhmut và Kupiansk, đã không tạo ra bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov chỉ ra rằng lực lượng Nga đã thay đổi chiến thuật chiến tranh từ ngắn hạn sang dài hạn. Mục tiêu là làm suy yếu sức mạnh của Ukraine. Cùng ngày, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine Oleksandr Litvinenko cho biết cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine đã bước sang giai đoạn quan trọng và cuộc xung đột sẽ kéo dài. Theo ông này, vào năm 2026, việc sản xuất quân sự ở Nga có khả năng hỗ trợ các hoạt động chiến đấu quy mô lớn. Và vào năm 2028, quân đội nước này sẽ khôi phục lại năng lực như năm 2022. Trong khi đó, các đồng minh phương Tây của Ukraine tuyên bố cam kết phát triển hơn nữa khả năng phòng không của Ukraine trong cuộc họp trực tuyến lần thứ 17 của nhóm liên lạc quốc phòng cho Ukraine Ramstein vào ngày 22 tháng 11. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Đức và Pháp sẽ dẫn đầu một liên minh gồm 20 quốc gia để phát triển hơn nữa hệ thống phòng không của Ukraine. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nói thêm rằng Liên minh phương Tây sẽ giúp Kiev phát triển hơn nữa các hệ thống phòng không trên mặt đất. Các thành viên của nhóm Ramstein cũng nhất trí về các vấn đề như thiết bị và vũ khí bổ sung cho Ukraine trong mùa đông 2023-2024, giả phá mìn và các biện pháp an ninh khác ở Biển Đen, lộ trình tương tác NATO của Ukraine và các gói hỗ trợ an ninh bổ sung từ Mỹ, Đức, Latvia, Bulgaria, Phần Lan, Hà Lan và Estonia. Theo đánh giá của OSBKEP, những vấn đề của Mỹ trong việc đồng ý tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine đã khiến các nước châu Âu, trước hết là Đức, thể hiện sự sẵn sàng đảm nhận vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực hỗ trợ Kiev. Trong chuyến thăm Kiev của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius, một ngày sau chuyến thăm Ukraine của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và tướng Christopher Cavoli và thông báo về gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,3 tỷ euro, ngày 20 tháng 11, Mỹ công bố thêm gói hỗ trợ khác trị giá 100 triệu đô la Mỹ nên được xem xét trong bối cảnh trên. Tuy nhiên, các gói viện trợ với những trang thiết bị quân sự bổ sung sẽ thực sự được chuyển đến Ukraine trong vài tháng. Điều này chủ yếu liên quan đến các hệ thống phòng không mà Kiev cần mà ngành công nghiệp Đức không thể sản xuất nhanh chóng. Việc so sánh các gói viện trợ quân sự tiếp theo được Washington và Berlin công bố trung bình 2 tuần một lần xác nhận rằng, bất chấp những vấn đề hiện tại, Mỹ vẫn cung cấp nhiều vũ khí và đạn dược, bao gồm cả tên lửa đất đối không so với toàn bộ gói viện trợ từ EU. Hơn nữa, phần lớn gói hàng của Đức bao gồm các thiết bị phi quân sự. Mặc dù vậy, viện trợ của Mỹ ít hơn so với vài tháng trước và chính quyền Ukraine không che giấu sự thất vọng trước tình trạng này. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky rằng Liên minh phòng không mới thành lập do Đức và Pháp đứng đầu có thể được coi là một nỗ lực nhằm chuyển trách nhiệm chính giúp đỡ Ukraine sang EU. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua công bố video ghi lại hoạt động tác chiến của UAV Orlan 10 và lựu pháo MS Tab 152mm trong khu vực hoạt động quân sự ở Ukraine. Đoạn video cho thấy UAV Orlan 10 được phóng đi và phát hiện các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine và MS Tab được triển khai để nhắm vào mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua công bố video ghi lại hoạt động tác chiến của UAV Olin-10 và cựu pháo m b 152mm trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đoạn video cho thấy UAV Olin-10 đều phóng đi để phát hiện các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Trước UAV đã phát hiện một kho đạn dược và một trạm chỉ huy quan sát của quân đội Ukraine ở khu vực Bakhmut. Sau khi nhận được dữ liệu từ các hệ thống trinh sát trên không, lực lượng lính dù đã vào vị trí khai hỏa để chuẩn bị cho pháo m b tham gia chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, nhờ hành động chung, các mục tiêu bị phát hiện đã bị loại bỏ. Được biết, m được phát triển từ cuối những năm 1970, đầu những năm 1980 và là liệu pháo phổ biến nhất của binh lính Nga. Chúng có hai phiên bản gồm liệu pháo kéo m b và liệu pháo tự hành m s đều sử dụng pháo 152mm và được đánh giá cao về sức tấn công mạnh mẽ cũng như uy lực từ loại đạn bắn ra. trong đó, emstabe còn được mệnh danh là vua pháo kéo của lực lượng pháo binh nga. với kết cấu bền bỉ, lựu pháo này có thể được xe tải kéo trên chiến trường với tốc độ 80 km/h mà không gặp bất kỳ hư hỏng nào. đồng thời có thể chuyển sang trạng thái chiến đấu nhanh chóng. emstabe có tốc độ bắn cao lên tới 8 phát một phút và tầm bắn hơn 24 km. Các kíp điều khiển pháo kéo này có khả năng khai hỏa linh hoạt từ nhiều vị trí để phá hủy các công sự hay mục tiêu bằng bê tông cốt thép của phe đối địch. Quân đội Nga thường sử dụng m để vô hiệu hóa các sở chỉ huy, hỏa lực, khí tài và trang thiết bị của Ukraine. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã chứng kiến sự xuất hiện của các công nghệ mới và nhiều công nghệ trong số đó đã tác động trực tiếp đến các cuộc pháo kích. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video clip về hoạt động tác chiến của một khẩu đội pháo 2S7 Manka trong hoạt động quân sự của nước này tại Ukraine. Một khẩu đội này gồm 7 quân nhân. Có thể thấy từ clip, pháo 2 s 7 Manka khá to khi khai hỏa, quân nhân phải đứng ngoài xe, dùng dây giật. Sau khi đo đạc xong, lính Nga chỉnh hướng vào góc của nòng pháo. Quả đạn pháo khá lớn, được nạp thủ công nhưng có thiết bị để tăng đạn vào nòng súng. Pháo không có tháp như xe tăng hoặc một số loại pháo tự hành khác, cơ bản được gắn trên khung xe bánh xích. Đuôi xe có tấm chắn giống như thiết bị của xe ủi. Lính pháo binh Nga vẫn được trang bị tiểu liên AK để phòng bộ binh đối phương xâm nhập trận địa của họ. Các đơn vị pháo binh thuộc nhóm chiến đấu Zapad của Nga tiếp tục bắn phá các pháo đội và các cơ sở phòng thủ của Ukraine, chế áp các chốt chỉ huy, hỏa lực, vũ khí, khí tài của đối phương. Theo bộ này, việc trình sát mục tiêu và chỉ thị mục tiêu là do các thiết bị bay không người lái UAV đảm nhận cả ngày lẫn đêm. Theo tờ báo của Đức, Washington và Berlin được cho là đã khởi động kế hoạch thúc đẩy Ukraine đàm phán với Nga bằng cách cắt giảm nguồn viện trợ quân sự cho Kiev và khiến Tổng thống Volodymyr Zelensky không có nhiều lựa chọn. Báo Bill cho hay, phương Tây cũng đưa ra kế hoạch B trong trường hợp Moscow và Kiev không đồng ý nối lại đàm phán. Kế hoạch này là đóng băng cuộc xung đột mà không có bất cứ thỏa thuận chính thức nào giữa Nga và Ukraine ông dmitry eftafiev nhà khoa học chính trị và giáo sư tại đại học kinh tế cao cấp hse nói với sputnik trước tiên thông tin này nên được xem xét trong bối cảnh thời gian cụ thể nó xuất hiện trên các phương tiện truyền thông gần như ngay lập tức sau khi kết thúc cuộc họp của nhóm ramstein và quyết định quan trọng là thành lập liên minh phòng không nhằm giúp ukraine chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái uav đây là một kiểu đề xuất đầu tiên mà trong đó cần phải có các động thái chính trị nhất định để Ukraine sẵn sàng đàm phán. Theo ông Estafiev, cuộc trả lời phỏng vấn của David Arakhamia, lãnh đạo đảng đầy tớ của nhân dân cầm quyền Ukraine ở thời điểm này cũng rất đáng chú ý. Trong cuộc phỏng vấn mới được đăng tải, ông Arakhamia, người đứng đầu phái đoàn Ukraine trong các cuộc đàm phán với Nga ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022, nói rằng Moscow từng đề xuất chấm dứt chiến sự nếu Kiev cam kết duy trì trung lập và không vào NATO. Ngoài ra, ông còn bác bỏ câu chuyện của truyền thông phương Tây rằng Nga không muốn đàm phán hòa bình với Ukraine. Ông nói Moscow sẵn sàng đàm phán và họ có thể bắt đầu khi Kiev đã sẵn sàng. Arakhamia cũng tiết lộ rằng, thời điểm đó, một số đồng minh phương Tây đã khuyên Kiev không chấp nhận thỏa hiệp vì Moscow không đặt ra đảm bảo an ninh thực chất sau vòng đàm phán ở Istanbul. Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson đến thăm Kiev và vận động chính phủ Ukraine tiếp tục chiến đấu. Ông Eftafiev nói, Tuy nhiên, sự hỗ trợ dành cho Kiev ngày càng trở nên đắt đỏ, tốn kém về mặt chính trị đối với chính các quốc gia chủ chốt cung cấp viện trợ, trước hết là Đức và Mỹ. Mỹ gần như đã ngừng viện trợ cho Ukraine. Tất nhiên, vẫn sẽ có sự đánh giá lại thông qua lầu năm góc, nhưng người ta sẽ không còn thấy những gói viện trợ lớn nữa, hỗ trợ từ Liên minh châu Âu sẽ chủ yếu nhằm mục đích duy trì chức năng của hệ thống hành chính công và một số loại hỗ trợ xã hội, nhưng không tập trung nhiều vào hỗ trợ quân sự. Giáo sư Nga cho biết thêm, điểm thứ hai có thể thấy rõ từ các tuyên bố của phương Tây là Kiev hiện đang ở những phút chót có thể đưa ra yêu sách về các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn với Moscow. Theo Bill, Mỹ và Đức sẽ cung cấp cho Ukraine số lượng vũ khí hạn chế, đủ để giữ phòng tuyến nhưng không đủ để tiến hành một cuộc tấn công mới Tờ báo cho rằng điều này sẽ buộc Tổng thống Zelensky phải xem xét về một thỏa thuận hòa bình. Ông Estafiev nhận định, kiểu thao túng như vậy có vẻ khá hiệu quả. Ông Zelensky có thể lấy vũ khí ở đâu khác. Vũ khí từ thời Liên Xô còn sót lại trên lãnh thổ Ukraine đã cạn kiệt. Lực lượng vũ trang Ukraine đang ngày phụ thuộc vào vũ khí phương Tây để chiến đấu. Số lượng vũ khí trong nước đang giảm với tốc độ rất nhanh, đặc biệt là trong 4-5 tháng qua, quân đội Ukraine sẽ chỉ có thể chiến đấu bằng vũ khí của phương Tây và nếu không có sự hỗ trợ hậu cần từ NATO, lực lượng thiết giáp của Ukraine sẽ phải ngừng các chiến dịch trong khoảng 4 năm tuần nữa. Tuy nhiên, ông Estafiev tin rằng phương Tây sẽ không lãng phí thời gian để thuyết phục Tổng thống Ukraine bắt đầu đàm phán. Nhiều khả năng họ sẽ đưa ra tối hậu thư, hoặc ông sẽ ngồi vào bàn đàm phán với cùng Nga, hoặc người kế nhiệm ông sẽ làm như vậy. Theo giáo sư Estafiev, ông Zelensky không phải là nhân vật không thể thiếu trong mắt phương Tây. Phương Tây cần một người sẵn sàng câu giờ để đổi lấy lãnh thổ. Họ cần ai đó sẽ ổn định hệ thống nhà nước ở Ukraine, thực hiện một số cải cách, giảm bớt áp lực cho người Ukraine. Về phần Tổng thống Zelensky, sẽ rất khó để ông đảo ngược quan điểm lâu nay về việc đàm phán hòa bình với Nga. Ông Zelensky đã ban hành sắc lệnh coi việc đàm phán với Moscow là bất hợp pháp. Giáo sư Epstafiev cho rằng việc đàm phán là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với ông Zelensky và giới chức cấp cao xung quanh ông. Theo giáo sư Estafiev, một số nhà hoạch định chính sách phương Tây coi Tổng tư lệnh Valery Zaluny là Sakli Degoli của Ukraine, nhưng vấn đề là ông Zaluny khó có thể từ bỏ tham vọng chiếm lại Zaporizhia và Kherson. Cả hai khu vực đều bỏ phiếu trưng cầu dân Ý để sáp nhập vào Nga hồi tháng 9 năm 2022. Do những người theo đường lối cứng rắn trong giới lãnh đạo quân sự và dân sự Ukraine vẫn còn mạnh nên phương Tây cũng bị hạn chế với một số lựa chọn. Do đó, họ cũng tính tới phương án B xung đột đóng băng. Ông Efstafiev nêu ý kiến, tất cả các cuộc đàm phán chỉ là nỗ lực nhằm tranh thủ thời gian để ổn định tình hình nội bộ trên lãnh thổ hiện do chế độ ký ép kiểm soát. Theo tôi, điều này cần phải được chú ý. Điều gì đằng sau những nỗ lực của phương Tây nhằm ổn định tình hình bằng mọi giá? theo học giả Nga, câu trả lời rất rõ ràng, điều khiến phương Tây lo ngại nhất thậm chí không phải là thất bại ở mặt trận, họ lo ngại trước khả năng sụp đổ nhanh chóng và thảm khốc của chính quyền Ukraine. Tôi có thể nói, đó là lý do tại sao họ đang gây áp lực rất lớn để đóng băng tình hình và cố gắng khôi phục phần nào sự ổn định bên trong Ukraine ở phía sau tiền tuyến. Hãng Reuters đưa tin tại cuộc họp báo ngày 24 tháng 11 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh rằng Ukraine cần đạt được ba bước đột phá quan trọng trong đàm phán với các đồng minh phương Tây để duy trì nguồn viện trợ. Trong số những thách thức mà ông liệt kê, có vấn đề phê duyệt các gói viện trợ lớn từ Mỹ và EU. Ông Zelensky phát biểu rằng, chúng ta cần ba chiến thắng. Đầu tiên là với Quốc hội Mỹ, nó là một thử thách, điều đó không hề dễ dàng. Theo ông, vấn đề thứ hai là khoản viện trợ trị giá 55 tỷ đô la Mỹ từ EU nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Ông cho biết không phải tất cả mọi người ở EU đều sẵn sàng cung cấp gói hỗ trợ này cho Kiev trong trước mắt. Do đó, nhiệm vụ của Kiev là phải đảm bảo mọi người đều ủng hộ. Nhiệm vụ quan trọng cuối cùng là việc bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên EU của Ukraine. Ông Zelensky gọi đây là một động lực quan trọng. Đầu tháng 11, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thất bại trong việc thông qua gói chi tiêu trị giá 105 tỷ đô la Mỹ, với phần lớn số tiền đó là dành cho Kiev. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ phải ký một kế hoạch ngân sách tạm thời, không bao gồm gói hỗ trợ cho Ukraine để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa. Cùng lúc đó, gói cho vay và trợ cấp trị giá 55 tỷ đô la Mỹ của EU đã bị chặn do vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên, trong đó có Hungary. Đối với các cuộc đàm phán về khả năng Kiev gia nhập EU, Bruxelles có thể hoãn các cuộc đàm phán chính thức dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới đến tháng 3 năm 2024. Lý do được đưa ra là một số nhà lãnh đạo đã đề nghị thảo luận về vấn đề trên sau khi Ủy ban châu Âu có thể đánh giá kỹ lưỡng việc liệu Kiev có đáp ứng đủ điều kiện hay không. Cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine sắp kết thúc năm thứ hai và quân đội Ukraine cần thêm nguồn hỗ trợ tài chính để duy trì xung đột thao tổ này. Đề cập đến tình hình xung đột Nga-Ukraine, dù sở hữu những xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh mẽ được mệnh danh là nắm đấm thép của phương tây nhưng ukraine vẫn không tạo được bước đột phá lớn trong cuộc phản công phương tây đã chuyển giao các xe tăng leopard và challenger cho ukraine vào đầu năm nay và các phương tiện này nhanh chóng trở thành một phần thiết yếu trong cuộc phản công của kiev nhưng xe tăng cùng với nhiều loại xe bọc thép khác nhau đã gặp rắc rối trước hệ thống phòng thủ kiên cố của nga bao gồm các bãi mìn hào chống tăng và ụ giang rồng được bao phủ bằng hỏa lực pháo binh, buộc các lực lượng của Kiev phải điều bộ binh đi trước. Ngoài ra, cũng không có nhiều trận chiến xe tăng trên chiến trường, vì thế Ukraine khó có thể sử dụng thiết giáp của nước này một cách hiệu quả nhất. Giờ đây, khi mùa đông đến gần, Ukraine đang đối mặt với câu hỏi liệu có nên giữ lại xe tăng để chuẩn bị cho một cuộc phản công tiêm tàng trong tương lai hay đưa chúng vào chiến trường để tăng cường năng lực phòng thủ. Kế hoạch ban đầu của Kiev là xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, tạo ra một khu vực rộng lớn để xe tăng và thiết giáp có thể di chuyển an toàn. Tiếp theo, Ukraine muốn sử dụng các đơn vị tăng thiết giáp để công phá tuyến phòng thủ thứ hai vốn không kiên cố bằng phòng tuyến thứ nhất và tạo ra những bước đột phá quan trọng. Cuối cùng, Kiev muốn mở ra một tuyến đường tới biển Azov, chia cắt các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, đặc biệt là cắt đứt hành lang đất liền nối giữa lục địa Nga và bán đảo Crimea, nhưng đến thời điểm hiện tại, mục tiêu mà Ukraine giành được rất hạn chế khi mùa đông đến. Kiev phải chấp nhận thực tế là cuộc phản công chưa tạo được bước đột phá đáng kể. Theo đánh giá, để giành lợi thế, Ukraine cần phải liên tục làm tiêu hao và suy giảm sức mạnh của đối phương trong suốt mùa đông, thậm chí vào năm 2024. Điều đó khiến các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, Challenger và Abram phải đảm nhận vai trò khác. Nhìn nhận ở một khía cạnh khác, nếu quân đội Ukraine có thể tập trung lực lượng thiết giáp, cơ giới hóa đến một hoặc nhiều địa điểm mà họ có thể đạt được bước đột phá, thì xe tăng phương Tây có khả năng trở thành lực lượng tấn công mạnh mẽ để phá vỡ các hệ thống phòng thủ của Nga. Nhưng rất khó để đoán biết điều gì sẽ xảy ra. Các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, Challenger và Abram dễ bị tấn công bằng tên lửa chống tăng dẫn đường, đạn pháo hoặc máy bay không người lái nếu hoạt động riêng lẻ. Nhưng trong trường hợp, chúng được sử dụng một cách tập trung, kết hợp với pháo binh và bộ binh thì sẽ trở thành lực lượng tấn công mạnh mẽ trên mặt đất, ông Gentle nhấn mạnh. Một trở ngại khác đối với Ukraine là khâu bảo dưỡng và duy trì xe tăng phương Tây, vốn đòi hỏi chuỗi cung ứng và quy trình sửa chữa khác biệt so với xe tăng từ thời Liên Xô. Đặc biệt, xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất có cấu tạo rất phức tạp và cần lượng lớn nhiên liệu ngoài ra vẫn chưa rõ phương tây có thể tiếp tục cung cấp cho ukraine các loại xe tăng tiên tiến để thay thế những chiếc xe bị hư hỏng hoặc bị phá hủy trên chiến trường hay không cuộc xung đột với nga đã khiến ukraine phụ thuộc khá lớn vào tổ hợp công nghiệp quân sự phương tây nhưng đây cũng là điều bất lợi đối với kiev khi mà mỹ và nhiều nước châu âu đang suy giảm nguồn cung Cuộc xung đột tại Ukraine và Gaza dường như đang tăng cường vị thế của các đảng bảo thủ ở châu Âu trước cuộc bầu cử nghị viện Liên minh châu Âu EU năm 2024, trong khi phe tự do đang mất dần kiểm soát. Chiến thắng của chính trị gia cánh hữu theo chủ nghĩa dân túy Geert Wilders và đảng tự do PVV trong cuộc tổng tuyển cử ở Hà Lan tuần trước đã được báo chí phương Tây miêu tả là một sự kiện gây sốc, bất ngờ và không khác gì cơn ác mộng. Ông Wilders là người phản đối cơ chế tự do của EU theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu nhiệt thành. Ông phản đối người nhập cư cảnh báo sẽ làm mọi biện pháp để không hồi giáo hóa Hà Lan, kêu gọi tạm dừng viện trợ cho Ukraine và phản đối chủ nghĩa bài Nga ở châu Âu. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng với giới quan sát là cách đây không lâu, đảng tự do của ông Widers chỉ giành được 10% số phiếu bầu, nhưng lần này đã giành được 37 trong số 150 ghế với mức tăng lên 25% số phiếu. David Paul Goldman, một nhà chiến lược kinh tế người Mỹ, cho rằng cuộc tấn công bất ngờ ngày 7 tháng 10 của phong trào Hồi giáo Hamas và các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine sau đó trên khắp lục địa già đã góp phần mang lại chiến thắng cho ông Winders. Chiến lược gia này gọi các cuộc biểu tình là sự khẳng định quyền lực chiến thắng của phe thiểu số, tin rằng họ có thể trở thành đa số trong tương lai. Chiến lược gia Goldman lưu ý, di cư, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp, đều đang làm thay đổi đặc điểm của xã hội châu Âu. Về mặt số liệu chính thức, khoảng 7% dân số Pháp, Anh và Đức là người nhập cư Hồi giáo, nhưng con số thực tế còn cao hơn. Theo tác giả Goldman, quan điểm chống người nhập cư do các đảng bảo thủ ở châu Âu thúc đẩy đã nhận được thêm sự ủng hộ vào tháng 10 sau cuộc tấn công của Hamas. Ông nhận xét rằng phe cánh hữu châu Âu phần lớn ủng hộ Israel. Theo một cuộc thăm dò tháng 11 của YouGov, 59% người Đức cho biết họ lo sợ xảy ra cuộc tấn công khủng bố hàng loạt ở đất nước mình. Trước đó, vào ngày 19 tháng 10, một cuộc biểu tình của người Hồi giáo đã biến thành bạo loạn ở quận New Conin của Berlin. Ông Goldman lưu ý tình trạng bất ổn nổ ra sau khi một kênh Telegram Hồi giáo kêu gọi những người theo dõi kênh này biến New Conin thành giải Gaza. Nhà chiến lược này chỉ ra rằng trước cuộc khủng hoảng Gaza, xung đột tại Ukraine cũng thúc đẩy xu hướng này. Các đảng bảo thủ ở châu Âu phát đi tín hiệu hoài nghi về việc EU chi hàng triệu đô la Mỹ để trang bị vũ khí cho Ukraine, cũng như các biện pháp trừng phạt Nga đã phản tác dụng đối với lĩnh vực năng lượng của châu Âu. Tại Đức, nền kinh tế G7 chính thức rơi vào suy thoái vào quý 1 năm 2023. Các đảng cánh hữu đã nhận được sự ủng hộ tăng đột biến kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Đảng thay thế cho nước Đức AFD, đảng đối lập lớn nhất quốc gia này, hiện có tỷ lệ ủng hộ là 21%, chỉ đứng sau CDU, CSU 30% và vượt xa SPD 16%, Đảng Xanh 14% và Đảng Dân Chủ Tự Do 5%. Về phần mình, AFD công khai phản đối các nước phương Tây viện trợ cho Ukraine. Theo Maximilian Kratz, lãnh đạo AFD, cuộc xung đột Ukraine lẽ ra có thể dễ dàng tránh được và đây chỉ là tham vọng của Mỹ nhằm đẩy lùi Nga. Quan điểm này cũng được Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đồng tình. Nhà lãnh đạo này từ lâu đã phản đối việc quân sự hóa Ukraine và gần đây đã đe dọa sẽ ngăn chặn tất cả viện trợ của EU cho Ukraine, trừ khi các nhà lãnh đạo EU xem xét lại toàn bộ chiến lược Kiev. Thủ tướng Oban đã viết trong một bức thư gửi người đứng đầu Hội đồng châu Âu, Charles Michel, vào đầu tuần này rằng Hội đồng châu Âu nên đánh giá việc thực hiện và tính hiệu quả của các chính sách hiện tại đối với Ukraine, bao gồm các chương trình hỗ trợ khác nhau. Một cuộc khảo sát vào tháng 9 của Viện Via Voice Pháp chỉ ra rằng Đảng National Rally cánh hữu của bà Marine Le Pen cũng đã vượt xa các đối thủ chính trị về mức độ tin cậy của cử tri. Với 20% số người được hỏi ủng hộ phe cực bảo thủ của Pháp, 15% ủng hộ đảng tự do của Tổng thống Emmanuel Macron, trong khi Liên minh cánh tả NUPES và Les Republican lần lượt nhận được 14 và 13%. Bà Le Pen liên tục chỉ trích Tổng thống Macron vì quan điểm về Ukraine của ông và cảnh báo cuộc xung đột trực tiếp có thể xảy ra với Nga. Rõ ràng, sự trỗi dậy của phe cánh hữu đang diễn ra trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, dự kiến được tổ chức vào ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 năm 2024. Thời gian sẽ có câu trả lời cho câu hỏi cán cân quyền lực sẽ biến thành như thế nào sau cuộc bỏ phiếu. Thưa quý vị, tham mưu trưởng quân đội Israel IDF, tướng Herzi Halevi, cho biết nước này sẽ nối lại kế hoạch quân sự ở giải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas kết thúc. Trong một bức thư gửi binh sĩ, tướng Halevi nêu rõ IDF đã tạo ra khuôn khổ để nhóm con tin là trẻ em và phụ nữ được trao trả trong thời gian tạm ngừng bắn. Khi khuôn khổ này hoàn tất, IDF sẽ mở lại chiến dịch với quyết tâm tiếp tục giải thoát các con tin và giải thể hoàn toàn Hamas. Cùng ngày, phong trào Hamas cho biết một trong những chỉ huy cấp cao của lực lượng này và ba thành viên cấp cao khác đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào giải Gaza. Cụ thể, Ahmed Al-Gandau, chỉ huy lũ đoàn Esedin Al-Qasam của Hamas, và Ayman Sijam, người mà truyền thông Israel cho là chỉ huy các đơn vị tên lửa của phong trào này đã thiệt mạng. Hai người còn lại chưa được nêu danh. Đây là một trong những lần hiếm hoi Hamas thông báo về tổn thất lực lượng kể từ khi bùng nổ xung đột với Israel ngày 7 tháng 10 vừa qua. Hiện tại Hamas và Israel đang thực hiện lệnh ngừng bắn 4 ngày và lệnh ngừng bắn đã bước sang ngày thứ ba với 41 con tin và 78 tù nhân đã được phóng thích. Trong ngày 26 tháng 11, lực lượng Hamas sẽ trao trả thêm một nhóm con tin bắt cóc từ Israel để đổi lại được Israel phóng thích các tù nhân người Palestine. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo đã nhận được từ Hamas một danh sách các con tin sẽ được trao trả trong đêm ngày 26 tháng 11 trong đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ ba giữa hai bên. Sau khi ngừng bắn, những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đã vào giải Gaza. Các bên trung gian thỏa thuận trao đổi con tin cho biết sẽ có 130.000 lít dầu diesel và 4 xe bồn chở xăng được đưa vào giải Gaza mỗi ngày, cùng với 200 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo. Tại giải Gaza, người dân cũng bắt đầu quay trở lại nhà tại các khu vực bị không kích trước đó, trong đó có thành phố Khan Theo ghi nhận, gần 1 triệu người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa tới lánh nạn tại các cơ sở nhân đạo như bệnh viện và trường học do Liên Hợp Quốc vận hành. Liên quan thỏa thuận ngừng bắn, báo Time of Israel dẫn nguồn tin từ chính quyền khẳng định trong thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có điều khoản cam kết của các bên cho phép nhân viên ủy ban chữ thập đỏ quốc tế irc đến thăm các con tin đang bị giữ ở giải gaza tuy nhiên vì lý do bảo mật nên những nội dung này chưa được công bố rộng rãi cũng theo quan chức cấp cao giấu tên ba quốc gia bảo trợ cho thỏa thuận là mỹ qatar và ai cập đều tuyên bố cam kết thực hiện đầy đủ thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn nhân đạo các nước trên thế giới tiếp tục cam kết hỗ trợ khắc phục cuộc khủng hoảng nhân đạo tại giải gaza Ngoại trưởng Anh David Cameron ngày trước đó cũng cam kết nước này sẽ cung cấp bổ sung khoản cứu trợ nhân đạo 30 triệu bảng Anh, khoảng 37,38 triệu đô la Mỹ. Khi đến các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, ngoại trưởng Anh kêu gọi các bên tiếp tục nỗ lực để đảm bảo tất cả các con tin được phóng thích. Quan chức Anh cho biết, chuyến bay thứ tư của nước này chở hàng cứu trợ cho người dân giải Gaza đã hạ cánh tại Ai Cập. Trong những ngày ngừng bắn cho phép người dân Gaza khôi phục tương tác xã hội một chút và có cơ hội hỏi thăm gia đình, bạn bè, cũng như xem nhà cửa của mình bị hư hại đến đâu. Dưới bầu trời đêm được ánh trăng chiếu sáng, thay vì pháo sáng và những vụ nổ, Ibrahim Khanin, một người dân sinh sống tại Gaza, ngồi bên đống lửa nhỏ bên ngoài ngôi nhà của mình đã bị phá hủy một phần. Nhóm lửa bằng những mảnh bìa cứng để đua nước pha trà. Khung cảnh yên bình vào đêm thứ hai của lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và nhóm phong trào Hồi giáo Hamas là khoảnh khắc nghỉ ngơi và suy ngẫm đối với canin cũng như những người dân Gaza khác đã phải chịu đựng muôn vàn khó khăn kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 7 tháng 10. canin chia sẻ, chúng tôi đang sống những ngày bình yên, tranh thủ những khoảnh khắc hiếm hoi để pha trà. Những ngày ngừng bắn này cho phép mọi người có tương tác xã hội một chút và có cơ hội hỏi thăm gia đình, bạn bè, cũng như xem nhà cửa của mình bị hư hại đến đâu. Khanin sống ở Khanjonit, một thị trấn ở phía nam giải Gaza, nơi hàng chục nghìn người phải trú ẩn trong các lều trại, trường học và nhà dân sau khi chạy trốn khỏi đợt pháo kích dữ dội ở phía bắc lãnh thổ. Tuy nhiên, các cuộc không kích cũng đang nhằm vào nhiều mục tiêu ở miền Nam. Anh Khanin cho biết tình trạng tấn công liên tục cùng âm thanh từ máy bay quân sự và các vụ nổ khiến những người dân đang trú ẩn ở miền Nam không thể có một buổi tối yên tĩnh dù ở trong hay ngoài lều cho đến khi có lệnh ngừng bắn các hoạt động quân sự cũng đã san bằng phần lớn phía bắc gaza và khiến hàng trăm nghìn người phải di rời trong khi lệnh phong tỏa chặt chẽ đã gây ra tình trạng thiếu lương thực nước thuốc men điện và các vật tư khác khanin bày tỏ chúng tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không có điện nước thiếu hụt mọi nhu cầu cơ bản của con người chúng tôi chỉ biết cầu xin cho cuộc sống của người dân được tiếp nối lại và trở về trong an toàn hòa bình và phát triển. Giải Gaza nói chung và thành phố Gaza nói riêng đang khá yên tĩnh vì tạm thời không xảy ra giao tranh do Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Thỏa thuận này diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 24 tháng 11 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả tự do cho con tin và các hoạt động viện trợ nhân đạo cung cấp nhiên liệu cho giải Gaza. Trong khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi này, người ta thấy một số cư dân di chuyển xung quanh đống đổ nát, một số người đào bới và tìm kiếm những gì còn sót lại. Khắp thành phố Gaza, ở đâu cũng thấy những tòa nhà đổ sập bởi bom đạn và tên lửa, mức độ tàn phá của chiến tranh, xung đột khiến người ta phải kinh hoàng. Sau khi các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các thị trấn ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết ít nhất 1.200 người, chủ yếu là dân thường. Israel đã giáng đòn trà đũa chưa từng có vào giải đất dài khoảng 40 km ở Palestine này. Dưới chức y tế Gaza do Hamas kiểm soát cho biết, các vụ bắn phá đã giết chết hơn 14.000 người, 40% trong số đó là trẻ em và săn bằng nhiều khu dân cư. Ngoài ra, còn hàng nghìn thi thể nữa có thể vẫn còn dưới đống đổ nát và số người chết chính thức vẫn chưa được ghi nhận. Đặc biệt, ở bệnh viện Ansifa, bệnh viện lớn nhất và được trang bị tốt nhất ở Gaza với hơn 500 giường bệnh, một phòng chăm sóc đặc biệt và các dịch vụ như lọc máu kể từ khi cuộc chiến israel hamas nổ ra bệnh viện này đóng vai trò là nơi trú ẩn của hàng chục nghìn cư dân phải rời bỏ nhà cửa khi xung đột leo thang nhưng sau đó bệnh viện ansifa là trọng tâm của cuộc chiến israel cáo buộc hamas sử dụng bệnh viện cho mục đích quân sự đồng thời trưng ra một loạt bằng chứng về việc hamas cất giữ vũ khí trong bệnh viện cũng như các đường hầm phía dưới bệnh viện tuy nhiên các quan chức y tế gaza và hamas đều phủ nhận cáo buộc đó Sáng ngày 15 tháng 11, các lực lượng Israel đã đột kích vào khu phức hợp bệnh viện Ansifa. Thông báo sơ tán cũng được đưa ra, nhưng vẫn còn nhiều người bị kẹt lại. Ngày 18 tháng 11, nhóm công tác do Tổ chức Y tế Thế giới WHO dẫn đầu đã có mặt tại bệnh viện Ansifa, nhưng phải nhanh chóng rời đi do lo ngại về an toàn. Nhóm công tác mô tả bệnh viện Ansifa là một vùng chết chóc và cho biết tình hình tại đây đang vô cùng tuyệt vọng. Ngày 22 tháng 11, Israel đã bắt giữ giám đốc bệnh viện al sifa ông Mohammad Abu Samia, cùng với 5 nhân viên y tế khác khi họ đang tham gia sứ mệnh sơ tán bệnh nhân do Liên Hợp Quốc triển khai. Hình ảnh mới nhất do hãng tin Reuters phát đi ngày 26 tháng 11 cho thấy vẫn còn khá nhiều bệnh nhân và người nhà vẫn còn lưu lại trong khuôn viên bệnh viện này. Họ ở bên dưới những tấm vải căng lên để tạm che mưa, che nắng. Xung quanh họ là những chiếc giường y tế hư hỏng và rất nhiều rác rưởi, Không có điện, người nhà bệnh nhân phải dùng tấm các tông làm quạt phe phẩy để xua đi cái nóng và ruồi mũi. Còn ở phía trong bệnh viện, nội thất và thiết bị đã hư hỏng, không có ánh điện và chỉ có chăn, đệm bỏ lại. Theo Reuters, còn khoảng 100 bệnh nhân và nhân viên y tế đã bị bỏ lại tại bệnh viện al sau khi hoạt động sơ tán được triển khai trước đó. Tổ chức Y tế Thế giới mong muốn sơ tán những người bị kẹt lại ở bệnh viện al càng sớm càng tốt, đồng thời bày tỏ quan ngại đối với sự an toàn của họ. sau nỗ lực bền bỉ từ các bên và những trì hoãn thỏa thuận ngừng bắn với các nước Ả Rập, cộng đồng quốc tế và ngay chính người dân của họ, vai trò ảnh hưởng quốc tế ít nhiều suy giảm. Áp lực từ bên trong và bên ngoài đè nặng lên chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Bác bỏ mọi đề xuất tạm ngưng chiến, Israel sẽ mất nhiều hơn được. Việc tạm ngừng bắn 4 ngày đổi lấy trao trả con tin như một động thái xả áp, giảm bớt cái nhìn thiếu thiện cảm của quốc tế và người dân Israel lo ngại phản đối bạo lực. Trao trả con tin khiến Hamas mất một thứ vũ khí quan trọng, đổi lại họ sẽ có khoảng thời gian cần thiết để củng cố thế trận, điều chỉnh bố trí lực lượng, cơ sở hậu cần, kỹ thuật khắc phục tổn thất quá lớn vừa qua, chuẩn bị chuyển sang hoạt động lâu dài theo kiểu chiến tranh du kích. Hơn nữa, đó cũng là động thái chứng tỏ Hamas có thể đàm phán được, tranh thủ thêm sự ủng hộ quốc tế, nhất là các nước có con tin. Đối với cả Israel và Hamas, thỏa thuận tạm ngưng chiến là một thủ đoạn chiến thuật, không phải là chủ trương chiến lược. Việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin ít nhiều, cộng đồng quốc tế cũng có cái để tạm bằng lòng. Thời gian ngắn ngủi nhưng rất quý để hỗ trợ nhân đạo, bớt ái náy vì sự chia rẽ và bất lực trước bạo lực của thế giới thỏa thuận ngừng bắn ít nhiều cũng gợi mở chút hy vọng nào đó dù rất mơ hồ. Nhưng cảm giác chung vẫn là mong manh e ngại, thậm chí thỏa thuận ngắn ngủi có thể đổ vỡ hoặc không mang lại giá trị đáng kể nào bởi toan tính chiến lược và hành động của một hoặc hai bên. Thủ tướng Benjamin Netanyahu không ngần ngại tuyên bố sẽ nối lại chiến dịch tấn công ngay khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn đối với chính quyền ông netanyahu đây là cơ hội để chơi tất tay xóa bỏ hamas kiểm soát giải gaza tạo ưu thế lớn cho israel trong mọi giải pháp sau này israel chỉ chấp nhận khi đạt được mục tiêu cơ bản có dư luận cho rằng hamas tính toán chiến lược sai lầm dẫn đến bùng phát xung đột bị tổn thất nặng nề gây thiệt hại lớn cho người dân palestine nhưng hamas cũng có lý do để hành động biện pháp chính trị ngoại giao pháp lý tỏ ra vô hiệu trong thời gian dài người dân palestine vẫn sống trong cảnh bị o ép đủ đường hy vọng có một nhà nước chính thức ngày càng xa vời hamas cho rằng họ không còn con đường nào khác hamas không nghĩ sẽ đánh bại israel nhưng họ tin rằng có thể làm cho israel bất ổn thúc đẩy người dân hành động để có cuộc sống an bình lâu dài đó cũng là cách nhắc nhở các nước ả rập và cộng đồng quốc tế đừng lãng quên vấn đề palestine với mục đích đó cái giá phải trả cũng đáng để đánh đổi một bộ phận người dân palestine không muốn đi theo con đường bạo lực nhưng không ít người quá tuyệt vọng mà hưởng ứng ủng hộ hamas vì thế lãnh đạo hamas tin rằng vẫn có chỗ đứng để tiếp tục chiến đấu cảm giác mong manh e ngại còn đến từ sự chia rẽ của cộng đồng quốc tế và tính toán chiến lược lợi ích địa chính trị của nhiều nước nhất là các nước lớn ở trung đông dễ thấy mỹ và phương tây có tiêu chuẩn kép với xung đột ở giải gaza Họ kịch liệt lên án Hamas gây thiệt mạng cho người dân Israel nhưng không có hành động tương ứng khi Israel vượt quá phạm vi trả đũa, khiến con số thương vong gấp rất nhiều lần, buộc người dân Palestine phải tha hương. Đa số cộng đồng quốc tế ủng hộ ngừng bắn, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Palestine, nhưng ngoài phản đối bạo lực, thế giới chưa có thêm công cụ hữu hiệu nào chưa tạo đủ áp lực buộc các bên xung đột phải xuống thang tạm ngưng chiến, trao đổi con tin là phương án cần thiết, khả dĩ nhất trong bối cảnh hiện nay. Nhưng sự cộng hưởng của các nhân tố trên cho thấy thỏa thuận ngừng bắn không nhiều hiệu quả thực tế, chưa thể tạo đột phá, chuyển biến mới cho giải pháp lâu dài về vấn đề Palestine. Khi thời gian tạm ngừng bắn kết thúc, có thể xảy ra các kịch bản, tình huống chính sau. một Cuộc chiến lại tiếp diễn, không kém phần ác liệt, cho đến khi Hamas cơ bản bị xóa sổ, phải lánh sang khu vực khác, suy giảm khả năng tấn công, Israel kiểm soát giải Gaza. Thực tế, Israel có nhiều lợi thế nhưng khó xóa sổ hoàn toàn Hamas. Hamas sẽ chuyển sang hoạt động kiểu du kích ở giải Gaza và một số khu vực khác, khôi phục lực lượng, tìm thêm chỗ dựa từ bên ngoài để lại hành động khi có thời cơ, điều kiện. Mâu thuẫn cơ bản không thay đổi, xung đột lúc lắng, lúc bùng phát, thậm chí phức tạp hơn bởi sự can dự trực tiếp mạnh hơn của Hezbollah, Houthis và các nhân tố khác. 2. Thỏa thuận ngừng bắn có thể gia hạn thêm một số ngày nếu Hamas chấp nhận thả thêm con tin. Tình huống kịch bản này có thể xảy ra nếu Hamas cần thêm thời gian củng cố. Israel không thể xóa sổ Hamas, áp lực đòi giải thoát con tin tăng cao. Cả Israel và Hamas tin không bên nào lợi dụng ngưng chiến để có hành động quân sự bất ngờ gây thiệt hại cho bên kia. Đây là kịch bản, tình huống khả dĩ nhất trong bối cảnh hiện nay, tuy chưa giải quyết được cơ bản tình hình, nhưng cũng giảm bớt tổn thất, căng thẳng, tạo khoảng lặng, môi trường cần thiết để hy vọng tìm kiếm giải pháp ngừng bắn lâu dài có giám sát quốc tế. 3. Từng bước thực thi giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại hòa bình. Đây là giải pháp cơ bản lâu dài cho cả Israel, Palestine và khu vực Trung Đông, nhưng giải pháp này rất khó khăn, phức tạp, phải đi qua nhiều bước, nhiều giai đoạn, đòi hỏi nỗ lực lớn của các bên. Trước hết, phải có thêm các đợt ngừng bắn tiến tới ngừng bắn lâu dài các bên chấp nhận có lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, thậm chí là cơ cấu trung gian tạm quản lý giải Gaza, giám sát ngừng bắn, hạn chế xung đột bùng phát. Trên cơ sở đó mà đàm phán tìm giải pháp cơ bản lâu dài theo hướng cùng tồn tại nhà nước Israel và Palestine. Để giải pháp thành hiện thực, trước hết lãnh đạo các đảng phái, tổ chức ở Israel, Palestine phải chấp nhận tư duy mới, vượt qua chính mình, cân nhắc giữa lợi ích trước mắt và lâu dài người dân mỗi nước thông qua la phiếu các phong trào bày tỏ chính kiến của mình tạo áp lực mạnh mẽ lên chính phủ lãnh đạo các tổ chức chính trị quân sự các nước nhất là nước lớn cần có lập trường cân bằng hài hòa hơn tránh tiêu chuẩn kép nghiêng lệch hẳn về một bên không lợi dụng vấn đề palestine để toan tính lợi ích quốc gia liên hợp quốc và các nước ả rập cần nỗ lực hơn hiệu quả hơn phát huy vai trò trách nhiệm làm trung gian hòa giải cầu nối cho israel palestine hamas gặp gỡ đối thoại Nhà trắng vừa ra thông cáo cho biết trong cuộc điện đàm ngày 26 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí tiếp tục nỗ lực để tất cả các con tin đều được trả tự do. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ nối lại toàn bộ chiến dịch quân sự ở Gaza ngay khi lệnh ngừng bắn tạm thời kết thúc. Tuy nhiên, ông cũng cam kết sẽ hoan nghênh kết quả kéo dài lệnh ngừng bắn trên cơ sở cứ có thêm 10 con tin được trả tự do so với giao ước ban đầu là 50 người, thì lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài thêm một ngày. Trong khi đó, người dân ở bờ Tây đã chào đón 39 tù nhân Palestine trở về sau khi được Israel phóng thích trong khuôn khổ của thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas. Hàng trăm người dân ở trung tâm thành phố Ramallah thuộc bờ Tây đã chào đón 39 thanh niên mặc trang phục tù nhân màu xám. Vụ phóng thích tù nhân diễn ra vài giờ sau khi Hamas trả tự do cho 17 con tin mà lực lượng này giam giữ ở giải Gaza. Đây là đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ ba trong số 4 lần trao đổi theo thỏa thuận ngừng bắn. Trong một diễn biến có liên quan, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn tin từ một đại diện của Hamas tiết lộ lực lượng này đang tìm cách kéo dài lệnh ngừng bắn, thay vì thỏa thuận 4 ngày như hiện nay. Điều này là có cơ sở, khi 17 con tin được Hamas trả tự do vào ngày 26 tháng 11, có một người mang hai quốc tịch Mỹ Israel bị Hamas bắt cóc hôm 7 tháng 10, đó là cô bé Abigail Edan, người 4 tuổi. Qua đó đánh dấu kết quả giải cứu thành công con tin người Mỹ đầu tiên kể từ khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Phát biểu của Tổng thống Joe Biden khi đang nghỉ dưỡng nhân dịp lễ tạ ơn tại đảo Nantucket, bang Massachusetts, hoan nghênh hành động trả tự do cho Abigail bé gái có cha mẹ bị các tay súng Hamas sát hại trong ngày đầu của cuộc chiến, nhấn mạnh rằng cô bé đang nhận được tình yêu thương, sự quan tâm và các dịch vụ hỗ trợ mà cô bé cần, đồng thời bày tỏ hy vọng đây không phải là sự kết thúc của thỏa thuận ngừng giao tranh tạm thời. Abigail hiện đang ở Israel, nhưng ông Biden không có thông tin chi tiết về tình trạng của cô bé. Tổng thống Biden cho biết tổng cộng đã có 58 con tin được Hamas trả tự do theo thỏa thuận tạm ngừng giao tranh tạm thời. Nhờ nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ của Mỹ, do ông và giới chức nhà trắng hợp tác triển khai với Israel, Qatar, Ai Cập và các quốc gia khác. Người phát ngôn của diễn đàn con tin và gia đình mất tích xác nhận với kênh truyền hình CNN rằng Abigail sẽ được đưa đến trung tâm y tế trẻ em Snoder, nơi các con tin trẻ em khác đã được Hamas bàn giao. Theo nhà trắng, 10 người Mỹ mất tích gồm 7 người đàn ông, 2 phụ nữ và Abigail được cho là bị Hamas giam giữ. Dự kiến hai phụ nữ Mỹ mất tích sẽ nằm trong nhóm 50 con tin phụ nữ và trẻ em, được phóng thích trong một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas, hiện đã bước sang ngày thứ ba. Thưa quý vị, cuối tuần qua, tư lệnh lục quân Thái Bình Dương Mỹ Chuck Flynn cho biết các tên lửa đất liền tầm trung mới sẽ được triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn xung đột có thể xảy ra tại đây. Quyết định này phản ánh sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, bởi trước đó những tên lửa này bị cấm triển khai theo Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung ký năm 1987, nhưng Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước vào năm 2019. Ông Flynn cho rằng quá trình triển khai sẽ bao gồm các tên lửa Tomahawk trên đất liền và tên lửa Standard Missile 6 SM-6. Ông Flynn xác nhận Mỹ đã thử nghiệm các tên lửa này và dự định triển khai chúng vào năm 2024, song không tiết lộ thời gian hoặc địa điểm triển khai cụ thể. Ngoài ra, những tên lửa này có thể được bổ sung bằng tên lửa tấn công chính xác PRSM dự kiến đưa vào sử dụng trong năm nay. PRSM được phóng từ hệ thống HIMARS và có khả năng tấn công mục tiêu cách xa 499+ km, vượt xa tầm bắn 370 km của SM6. Ở một diễn biến khác, chính quyền tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy quốc hội sớm thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá hơn 61 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine khi các nhà lập pháp Mỹ nhóm họp trở lại vào tuần này. Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề gây chia rẽ khi các nghị sĩ Cộng hòa tìm cách gắn sự hỗ trợ dành cho Ukraine với vấn đề an ninh biên giới. Đây là một phần gói ngân sách an ninh trị giá gần 106 tỷ đô la Mỹ theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden nhằm viện trợ cho Ukraine, Israel, Gaza và những ưu tiên an ninh khác. Theo lãnh đạo Đảng Dân Chủ chiếm đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, ông có kế hoạch thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu về yêu cầu của Tổng thống Biden ngay trong tuần của ngày mùng 4 tháng 12. Tuyên bố của ông Chuck Schumer đã gây áp lực lên các nhà lập pháp để nhanh chóng đạt được một thỏa thuận có thể kết hợp giữa vấn đề an ninh biên giới với các khoản hỗ trợ dành cho Ukraine và Israel. Với một quốc hội bị chia rẽ, Đảng Cộng Hòa chiếm đa số mong manh tại Hạ viện, nhưng Đảng Dân Chủ lại kiểm soát Thượng viện với tỷ lệ xích sao. Một thỏa thuận lưỡng đảng là cần thiết để bất kỳ đạo luật nào có thể được thông qua việc liên kết hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine với an ninh biên giới Mỹ đã đặt chính quyền Tổng thống Biden vào thế khó xử. Một bên là một trong những vấn đề chính trị gây chia rẽ nhất trong nước là nhập cư và biên giới, với một bên là những cuộc tranh luận gay gắt về chính sách đối ngoại. Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần nhấn mạnh, việc cung cấp viện trợ cho Ukraine là một yêu cầu khẩn cấp và sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào không bao gồm vấn đề này. Tổng thống Biden nhấn mạnh, các giá trị của Mỹ là điều giúp chúng ta trở thành đối tác mà các quốc gia khác đều mong muốn hợp tác. Tuy nhiên, điều này sẽ bị thử thách nếu chúng ta rời khỏi Ukraine và quay lưng lại với Israel. Đó là lý do tại sao tôi sẽ gửi tới Quốc hội một yêu cầu ngân sách khẩn cấp để tài trợ cho nhu cầu an ninh quốc gia của Mỹ, hỗ trợ các đối tác quan trọng của chúng tôi, bao gồm Israel và Ukraine, là một khoản đầu tư thông minh sẽ mang lại lợi ích cho an ninh Mỹ trong nhiều thế hệ một nhóm các thượng nghị sĩ nòng cốt, bao gồm cả Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, đã có cuộc họp riêng để đưa ra giải pháp có thể giúp khơi thông bế tắc cho cuộc thảo luận về viện trợ cho Ukraine. Đảng Cộng Hòa muốn người di cư phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắc khe hơn nếu muốn vào Mỹ và cũng muốn tiếp tục xây dựng bức tường biên giới như từng được thúc đẩy dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, đây là một điều dường như khó chấp nhận với Đảng Dân Chủ và các cuộc đàm phán đang diễn ra chậm chạp. Trong chuyến thăm Mỹ mới đây, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn. Sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho Ukraine cách đây chỉ một năm giờ đã chuyển sang một cuộc chiến đảng phái khác ở Mỹ. Một thất bại tại Thượng viện không chỉ gây trì hoãn các khoản viện trợ dành cho Ukraine, Israel, giải Gaza, mà thậm chí cả vị thế toàn cầu của Mỹ và ảnh hưởng tới kết quả các cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Thời báo New York mới đây công bố kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho thấy, Tổng thống Joe Biden đang bị cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước ở 4 trong 6 bang xung đột, và một trong những lý do chính là cuộc chiến ngân sách hiện nay. Nhóm ly khai quân đội Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar MNDAA vừa tuyên bố kiểm soát cửa khẩu Khain Sankiat thuộc huyện Miu, bang San, miền đông Myanmar. Một nguồn tin an ninh Myanmar tiết lộ với AFP rằng MNDAA đã cắm cờ tại khu vực này để khẳng định tuyên bố kiểm soát cửa khẩu Khain San Kiat. Truyền thông địa phương cho biết MNDAA được hỗ trợ bởi hai nhóm ly khai khác là quân đội Arakan AA và quân giải phóng quốc gia Ta'ang TNLA, giành quyền kiểm soát từ quân đội chính phủ Myanmar tại bang San từ hồi tháng trước. MNDAA là một trong ba nhóm vũ trang sắc tộc thuộc Liên minh Ba Anh Em, bên cạnh đội quân dân tộc Arakan AA và quân đội giải phóng dân tộc Taang TNLA. Liên minh này đã khởi động chiến dịch 1027 tấn công vào một số đồn quân sự ở phía bắc Bang San từ hôm 27 tháng 10. Bang San có đường biên giới tiếp giáp ba nước Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Tuy nhiên, giao tranh những ngày qua tập trung ở vùng tự trị Khô Khang, gần tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Cửa khẩu Cain San Kiyat, tái thông quan vào năm 2022 là nút giao thương quan trọng giữa Myanmar và Trung Quốc. Hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu này chủ yếu là máy móc, thiết bị điện tử, máy kéo nông nghiệp và hàng tiêu dùng. Đầu tuần này, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar, Zhao Mitun, cáo buộc các nhóm phiến quân ly khai phóng hỏa kho bãi gần cửa khẩu với Trung Quốc, thiêu dụi 120 xe hàng những cuộc giao tranh tại khu vực biên giới của myanmar gia tăng trong thời gian gần đây đã tàn phá nền kinh tế vốn đã lung lay của quốc gia này gây ra không ít thiệt hại đối với các hoạt động thương mại xuyên biên giới quan trọng khiến quân đội myanmar bị mất một số khoản thuế và ngoại hối cần thiết đồng thời các cuộc giao tranh cũng làm tắc nghẽn tuyến đường thương mại của chính quyền quân sự vốn đang loay hoay tìm cách giải quyết tình trạng thiếu tiền mặt trước tình hình bất ổn của myanmar tại biên giới vừa qua báo quân giải phóng Cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng bài viết khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh và ổn định biên giới Trung Quốc-Myanmar. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi chiến khu miền Nam nước này tổ chức diễn tập thực chiến ở khu vực biên giới hai nước. Bài viết khẳng định Trung Quốc và Myanmar có trung đường biên giới hơn 2.000 km. Nước này luôn nhìn nhận và phát triển quan hệ với Myanmar từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn. Bài báo nhấn mạnh thời gian gần đây do nhiều nguyên nhân xung đột vũ trang đã nổ ra ở nhiều khu vực tại miền bắc myanmar gây thương vong và khiến tình hình an ninh trở nên phức tạp nghiêm trọng trung quốc hết sức quan tâm đến các cuộc xung đột ở miền bắc myanmar hối thúc các bên liên quan ngừng bắn và chấm dứt giao tranh ngay lập tức tiến hành đối thoại hòa bình để tránh làm tình hình leo thang bài báo cũng cho biết từ góc độ nhân đạo trung quốc đã nỗ lực bố trí ổn thỏa và phối hợp với phía myanmar cứu trợ những người lánh nạn tích cực hỗ trợ nhân sự nước thứ ba sơ tán qua Trung Quốc. Theo bài viết, những năm gần đây, Trung Quốc đã duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ với Myanmar, tăng cường kiểm soát biên giới một cách hiệu quả, tạo điều kiện tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực biên giới. Về cuộc tập trận của Bộ binh Trung Quốc đang diễn ra tại khu vực biên giới hai nước, bài báo nêu rõ cuộc diễn tập thực chiến được tổ chức ở biên giới Trung Quốc-Myanmar về phía Trung Quốc lần này sẽ nâng cao hơn ý thức về các mối hiểm họa, nguy cơ và sứ mệnh của các binh sĩ, kiểm nghiệm và nâng cao toàn diện năng lực quản lý và kiểm soát biên giới, nhằm đảm bảo quân đội nước này có thể thực hiện nhiệm vụ hiệu quả khi có lệnh. Trước đó, chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc đã ra thông báo cho biết bắt đầu tổ chức diễn tập thực chiến từ ngày 25 tháng 11 nhưng không đề cập thời gian kết thúc hoặc số lượng binh sĩ tham gia. Động thái của quân đội Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi truyền thông Myanmar đưa tin, một số lực lượng nước này dùng máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ thả bom vào bãi xe tại một cửa khẩu ở khu vực biên giới với Trung Quốc, khiến khoảng 120 trong số 258 xe chở hàng tiêu dùng, gia dụng, quần áo và vật liệu xây dựng bị lửa thiêu rụi. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.